Dạ vâng, xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em lại lên video giới thiệu cho các bác một cái con xe đạp cực kỳ là chất lượng luôn. Con xe đạp địa hình nhá, rất chi là chất lượng thụt hơi luôn. Thì trước khi đi vào chi tiết những cái sản phẩm hay là con xe đạp thì các bác bớt chút thời gian cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Với những cái đơn hàng từ 300k là em miễn phí ship nhá các bác nhá. Và những cái đơn hàng từ 500k trở lên là em sẽ tặng phần quà nho nhỏ cho các bác nhé. Đấy, các bác nhớ đăng ký video và ủng hộ kênh của em nhé. Thì vâng, em sẽ quay chi tiết cái con xe thể thao địa hình đến từ thương hiệu Twitter cho các bác xem nhé. Con này là dạng bánh to và có thụt hơi, các bác đi đường trường rất chi là êm ái luôn. Đấy, phù hợp với các bác mà đi nhẹ nhàng này, đi thể thao hàng ngày, rất chi là rèn luyện sức khỏe mà em mà đi dẻo dai nhé, sức khỏe dẻo dai các bác nhé. Đấy, yên xe rất chi là chất lượng luôn này. Yên xe Twitter, thương hiệu Twitter, đến từ Made in Germany các bác nhé, rất chi là chất lượng luôn. Phanh là phanh đĩa dầu, khung càng carbon nhé, khung càng carbon nha các bác nhé. Bộ chuyển đổi số là của Shimano Zetrobet này các bác này, Shimano Zetrobet rất chi là đẹp luôn. Từng cái bọc ghi đông các thứ cũng rất chi là đẹp nhé các bác nhé. Từng cái bọc ghi đông cũng rất đẹp luôn, cực kỳ là chất lượng các bạn. Đây, em quay cho các bác xem. Đấy, thương hiệu Twitter, có thụt hơi nhún nhá, có thụt hơi nhún cho các bác. Và dây phanh được đi âm vào hết các khung sườn nhá. Dây phanh được đi âm vào hết các khung sườn này các bác này, rất chi là chất lượng luôn. Đấy, xăm lốp Kenda cho các bác, em sẽ quay vào cái chi tiết bên này cho các bác xem nhá. Đấy, rất chi là chất lượng luôn. Xăm lốp Kenda này các bác này. Con này thì bộ chuyển đổi số nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó có 10 lít nha các bác nhé. 10 lít và 3 đĩa. Nó có 10 tầng lít và 3 tầng đĩa nha các bác nhé. 10 tầng lít và 3 đĩa. 10 tầng lít và 3 đĩa. Rất chi là chất lượng luôn này các bác này. Đấy. Từ cái dập in trên khung cũng rất chi là đẹp nhá các bác nhá. Từng cái dập khung trên xe này cũng rất đẹp luôn. Đấy, từ Twitter, thương hiệu nổi tiếng của Đức. Và cái khung này cũng rất chi là chắc chắn này, to và chắc chắn nhá. To và chắc chắn, rất chi là đẹp luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn xem. Cái bọc ghi đông cũng rất đẹp luôn nhá. Bọc ghi đông cũng rất chi là đẹp này. Đấy, bộ chuyển đổi số là của Shimano. Bộ chuyển đổi số là của Shimano nha các bác nhé. Rất đẹp luôn. Con này thì các bác đi đường trường, các bác đi những cái chỗ sóc này, các bác đi hàng ngày không lo bị đau nhé. Không lo bị cứng xe. Tại vì nó có thụt hơi, có thụt hơi cho các bác và có khóa nhé. Có khóa thụt hơi luôn này các bác này. Khi nào mà các bác không thích thụt hơi thì các bác khóa lại cho em. Đấy, rất chi là xịn sò luôn. Con xe cực kỳ là chất lượng nhé các bác nhé. Con xe quá là đẳng cấp luôn. Khung sườn carbon và tất cả mọi dây phanh đều đi âm sườn hết nha các bác nhé, đều đi âm sườn hết. Và đến từ thương hiệu Twitter, Made in Germany này các bác này. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Con xe quá là đẳng cấp luôn nha các bác nhé. Bánh lốp Kenda, size lớn cho các bác luôn. Size lớn. Và cái bánh này thì các bác đi đường trường các bác không lo bị sóc nhé. Đi rất chi là êm ái luôn. Nó có 10 tầng lít và 3 tầng đĩa nhá, em xin lỗi. Đấy, cái đôi bidan cũng rất đẹp luôn này. Đôi bidan cũng rất đẹp nhá. Bidan bạc đạn, cực kỳ là chất lượng luôn. Khung sườn carbon, phủ nano nha các bác nhé. Đấy, con này thì các bác đi địa hình này, các bác đi thể thao địa hình, các bác đi buổi sáng tập thể dục, các bác đi hàng ngày tập thể dục cũng rất chi là chất lượng nhá. Con này quá là đẹp luôn. Các bác nhìn cái chữ Twitter dập trên khung thì các bác nhìn đã thấy chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, nhìn lấp lánh óng ánh, rất chi là đẹp luôn. Đấy, khung sườn của nó rất chắc chắn nhá các bác nhé, to và chắc chắn, cực kỳ là chất lượng luôn. Đây này các bác này, carbon nên là các bác vỗ một cái là các bác cảm nhận được luôn. Con này khung sườn carbon và có khóa thụt hơi nhá, khóa mở thụt hơi cho các bác. Các bác dùng thì các bác mở ra, không các bác không thích thụt hơi thì các bác khóa lại. Rất chi là đẹp luôn. Con này cực kỳ là chất lượng nha các bác nhé. Và một con xe địa hình như thế này. Đấy, các bác mua về để đi tập thể dục thể thao
thì em lên giá cho các bác là 9.200.000 nhá, 9.200.000. Chỉ có hơn 9 triệu mà là các bác đã được sở hữu một con xe cực kỳ là chất lượng đến từ thương hiệu nổi tiếng từ Victor nhá. Đấy, thương hiệu nổi tiếng từ Victor các bác nhá, rất chi là đẹp luôn. Made in Germany, hàng được đấu giá tại các siêu thị Nhật luôn, thương hiệu từ Victor, được sản xuất tại Đức và được đấu giá tại các siêu thị Nhật. Size bánh là 27,5. Rất đẹp luôn, con này rất đẹp, phanh đĩa dầu, khung sườn, âm sườn, dây phanh âm sườn cho các bác. Đấy nên là các bác nhìn rất chi là thuận mắt, cực kỳ là đẹp nhá. Màu đen đỏ, màu đen đỏ rất rất đẹp luôn. Đấy các bác lên giúp em là cái mã Twitter tay ngang, địa hình như thế này. Giá là 9.200.000 nhá, 9.200.000. Đấy các bác muốn sở hữu con xe cực kỳ chất lượng này thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình 0977859099 nha các bác nhé. Rất đẳng cấp luôn con xe này, chỉ có hơn 9 triệu thôi. Hơn 9 triệu một con xe đạp chất lượng như thế này, các bác nhìn yên nhá, yên từ Twitter luôn. Cực kỳ là chất lượng. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác những cái mã phụ kiện xe đạp nhá, phụ kiện xe đạp các bác nhá. Vâng, tiếp theo vừa rồi em giới thiệu cho các bác một cái con xe đạp địa hình thể thao đến từ thương hiệu Twitter các bác nhé. Thì tiếp đây thì em sẽ đến giới thiệu cho các bác những cái phụ kiện xe đạp cực kỳ là cần thiết cho các bác luôn. Những cái đèn này, những cái đèn, những bao găng tay, những cái đèn, những cái bao găng tay hay là túi treo khung các thứ cực kỳ là cần thiết nha các bác nhé. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cho các bác từng cái sản phẩm luôn. Vâng, cái mã sản phẩm đầu tiên em sẽ lên cho các bác là một cái mã đèn hậu, chiếu hậu có xi ngang nha các bác nhé. Đấy, một cái mã đèn cực kỳ là chất lượng luôn này các bác này. Một cái sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn. Các bác nói rõ giúp em là đèn chiếu hậu có xi ngang nhé. Hoặc là các bác ghi là một cái đèn nhan. Đấy, thì em lấy đơn khỏi nhầm, không là em có một cái đèn chiếu hậu là nó không có xi ngang. Nên là các bác ý là các bác muốn lấy cái đèn có nhan nhưng mà em lại gửi thành cái đèn không có nhan, nên là các bác cứ gửi nói rõ giúp em để tránh cái trường hợp mà em gửi nhầm nhá. Đấy, nên là nhiều khi là cứ khách hàng nói mà mình không hiểu ý đấy các bác, nên là mình cứ bị gửi nhầm ấy. Đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một cái đèn chiếu hậu có xi nhan. Sản phẩm đi kèm cho các bác sẽ là một cái đèn chiếu hậu như thế này, và có bao gồm cho các bác tất cả các phụ kiện để các bác gắn lên xe, quấn lên xe, và một cái đầu khiển nhá. Cái đầu khiển này thì các bác có thể để vào cái chỗ mà tay lái của các bác, chỗ ghi đông ấy, để các bác thuận điều khiển nhá. Khi các bác bật lên này, đấy các bác bật lên là nó có đèn nhấp nháy này. Đấy các bác bật lên, các bác ấn nút này là cũng có thể bật tắt nhá. Bật tắt này, nhiều rất chi là nhiều chế độ luôn. Cực kỳ là sáng luôn các bác nhá, rất sáng. Và các bác muốn chuyển sang trái sang phải này là nó có tiếng hiệu báo kêu cho các bác luôn. Các bác hỏi là nó có còi báo không nhé, có còi báo cho các bác. Đấy, các bác nghe thấy không ạ? Đây, em sẽ không nói để cho các bác nghe thấy tiếng còi báo nhé. Đấy, có còi báo cho các bác luôn. Nên là các bác không phải lo là người đằng sau có biết không nhé. Chắc chắn là có biết, tại vì cái tiếng còi của các bác phát hiệu, phát báo mà. Đây, các bác chuyển sang trái, sang phải thì các bác chuyển nút ở đây. Khi mà các bác để trên tay lái, các bác chuyển nút ở đây. Và các bác tắt thì các bác bấm vào đây nhấp nháy nhá. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Nó thay cho một cái đèn chiếu hậu. Và các bác để vào cái cột yên, các bác để cái đèn này vào cái cột yên đằng sau. Và các bác chuyển sang trái này, chuyển sang trái, chuyển sang phải này. Và các bác tắt đi, tắt bật vào cái đầu khiển của các bác luôn nhá. Cực kỳ là chất lượng luôn nha các bác nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Và một cái mã đèn chiếu hậu có xi nhan như này em để giá cho các bác là 160k nhá. 160k một cái đèn chiếu hậu có xi nhan nha các bác nhé. Đấy, các bác lên mã giúp em là đèn chiếu hậu có xi nhan, cực kỳ là an toàn luôn các bác. Các bác sang trái sang phải các bác chỉ cần điều khiển cho em một nút nhạc thôi. Đấy, các bác điều khiển cho em ở trên cái đầu khiển này, em bấm tắt này, đấy, bật này, rất chi là xịn sò luôn nha các bác nhé. Các bác lên giúp em là mã đèn chiếu hậu có xi nhan, giá là 160k. Cái sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác là một cái bộ vệ sinh xích líp nha các bác nhé. Bộ vệ sinh xích líp các bác sử dụng rất chi là dễ dàng thôi ạ. Có đầy đủ các chi tiết cho các bác để các bác vệ sinh xích luôn. Đây này các bác này, các bác về các bác lắp ráp giúp em nhé. Các bác mở ra, các bác cho xích vào giữa. Các bác cho xích vào giữa và tay cầm các bác ở đây. Và các bác quay. Các bác quay thì cái dây xích nó sẽ
đi đi lại lại qua những cái bàn chải ở bên trong nhá. Bên trong cái hộp này nó có cái bàn chải này các bác này. Đi đi lại lại qua những cái bàn chải thì xích của các bác, giúp các xích của các bác sạch sạch sẽ và không bị han dỉ. Không bị han dỉ nhá các bác nhá. Các bác rửa xong thì các bác xịt lọ xịt rửa này, hoặc các bác tra cái dầu tra thì các bác đi xích cho nó trơn tru nha các bác nhá. Và một cái bộ cọ rửa xích líp như thế này, các bác lên giúp em mã là một bộ cọ rửa xích líp giá là 70k nhá. Cái loại vỉ này là xịn hơn cái loại ban đầu em bán. Cái loại ban đầu thì nó mỏng hơn, nó mỏng hơn, nó không chắc chắn thì 65k. Cái hộp vỉ này thì xịn hơn nhá. Các bác lên giúp em là cái mã vỉ vỉ bộ vệ sinh xích líp giá là 70k nha các bác nhá. Ngoài ra thì em có cái lọ dầu tra nha các bác nhá. Lọ dầu tra xích em có hai loại, là một loại 100k và một loại là 420k nha các bác nhá. Một lọ dầu tra này các bác này, em sẽ lên cho các bác một cái mã dầu tra xích đây. Một cái mã dầu tra xích nhá. Cái mã tiếp theo em sẽ lên cho các bác là một cái mã dầu tra xích đậm đặc nha các bác nhá. Nhỏ nhưng mà chất lượng, mil nhỏ nhưng mà chất lượng nha các bác nhá. Dung tích nhỏ nhưng mà chất lượng. Tất cả mọi cái sản phẩm dầu tra xích là đều đến từ cái thương hiệu Sion này hết nha các bác nhá. Sion. Và sản phẩm đi kèm cho các bác là một cái khăn luôn, sẽ đi kèm cho các bác là một cái khăn lau, khăn lau. Và các bác mở ra khi dùng thì các bác mở ra này, và các bác khóa lại ở đây, khóa van lại ở đây. Các bác chỉ cần rõ 1-2 giọt và các bác lau đi cho em nhé. Các bác nhớ là lau nhé. Tại vì các bác không nên tiếc là các bác không lau. Tại vì phải lau thì nó mới không động lại ở đấy và bám bụi cho các bác nhé. Các bác lên giúp em là cái mã dầu tra xích đậm đặc. Dầu tra xích đậm đặc giá là 100k nhé. Giá là 100k nha các bác nhé. Các bác lên giúp em là dầu tra xích đậm đặc. Giá là 100k. Các bác tra đi tra lại cho nó xích líp của các bác nó không bị han dỉ, nó trơn tru, trắng xích, trắng líp cho các bác nhé. Các bác lên giúp em là mã dầu tra xích đậm đặc giá là 100k. Ngoài ra em có cái mã thứ hai. Mã thứ hai này thì các bác đi trời mưa thì các bác tra nó không bị tiếc, nó không bị tiếc, nên là các bác lên giúp em là mã dầu tra xích số 2. Giá là 20k nhé, chỉ có 20k một lọ thôi. Cái lọ này thì các bác tra hàng ngày cho em, các bác không tiếc nha các bác nhé. Các bác ra tra giúp cho em là một cái dầu tra xích số 2, giá là 20k. Các bác lên giúp em là mã dầu tra xích 20k nhé. Tiếp theo thì em có cái lọ xịt rửa xích này các bác này. Lọ xịt rửa xích cực kỳ là chất lượng luôn. Tiếp theo em có lọ xịt rửa xích nha các bác nhé. Đấy. Các bác về các bác mở ra cho em. Các bác mở ra. Đây các bác vặn như này. Các bác cắm cái vòi xịt vào đây. Đấy, các bác cắm cái vòi xịt vào cái chỗ cái mắt xịt này nhá. Các bác cắm cái vòi xịt vào đây. Và các bác tra vào từng cái chỗ vị trí xích líp này. Các bác nhìn trên cái thân chai chưa? Các bác tra vào từng cái vị trí xích líp. Các bác xịt rất chi là mạnh nhá. Xịt cực mạnh luôn. Đây em sẽ xịt thử cho các bác xem. Nó xịt cực mạnh và những cái cát này, những cái cát hay những cái bụi bẩn của các bác sẽ bay đi hết luôn. Đây này các bác nhìn nhé. Đấy, nó xịt giống cái lọ xịt gôm ấy, các bác nhìn nhé. Nó lọ giống cái lọ xịt gôm và các bác lọ này thì nó thơm, nó thơm và giúp cho các bác là nó có cái chức năng là vừa sạch vừa trơn tru luôn nhá. Lọ này cũng có giá là 100k nha các bác nhá. 100k một lọ. 100k một lọ dầu tra xích, một lọ xịt rửa xích. Các bác lên giúp em là lọ xịt rửa xích nhá. Lọ xịt rửa xích giá là 100k. Lọ này thì đây này, em vừa xịt vào tay mà nó đã bóng bóng rồi này. Nó có thay cho cả chức năng là vừa bôi trơn và vừa rửa sạch luôn. Các bác lên giúp em là mã dầu tra là lọ xịt rửa xích cũng 100k nhé. Lọ xịt rửa 100k các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác là những cái đôi găng tay đi. Đôi găng tay đạp xe cực kỳ là đẹp luôn. Đôi găng tay đạp xe thì em có những cái thương hiệu của đến từ thương hiệu Rock Bros này các bác này. Thương hiệu Rock Bros rất chi là đẹp luôn. Cực kỳ là chất lượng nhá. Các bác nên sắm cho mình một cái đôi găng tay để các bác đi đường dài. Các bác đi đường dài đỡ bị đau mỏi tay. Đau mỏi tay và những cái khớp tay của các bác là nó không bị ảnh hưởng nhiều. Các bác nên giúp em là mã găng tay của Rock Bros nhá. Rock Bros này, đến từ thương hiệu Rock Bros này các bác này.
Đấy, găng tay Roborock nha các bác nhé. Và cái găng tay này nó có hình mặt cười này, rất chi là trẻ trung năng động luôn các bác nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Và những cái chỗ mà cần êm ái thì có bao đệm cho các bác này. Đấy, những cái lòng khớp khớp tay này có bạn êm đệm êm cho các bác nhé. Những cái đệm êm này rất chi là êm luôn. Và các bác đi thì nó cực kỳ là thoải mái, các bác đi đường xa các bác chống tay nó không bị mỏi. Con này thì nó không có cái dán nhá, nên là các bác tay các bác nào cũng vừa, và nó cổ cao cho các bác luôn, nó cổ cổ tay rất chi là cao, cổ tay cao. Và cái hình mặt cười này thì nó cũng rất rất đẹp luôn, rất trẻ trung và năng động nha các bác nhá, cực trẻ trung và năng động luôn. Đây các bác nhìn giúp em cái mã găng tay này, đấy các bác lên giúp em là cái mã găng tay Roborock nhá, găng tay Roborock cực kỳ là đẹp luôn. Cái mã mặt cười này rất trẻ trung năng động, cái cổ cao nhá, cái này cổ cao này các bác này. Đấy, các bác lên giúp em là mang găng tay Roborock. Đấy, em có mấy mã, mấy kiểu cơ, hiện tại thì cũng còn ít, hiện tại thì cũng còn có 1-2 mã thôi. Và cái này thì các bác nếu mà hết hết rồi, nếu mà hết mẫu thì các bác cứ lên mã giúp em là găng tay Roborock, là em chọn size chọn mẫu cho các bác nhé. Rồi tiếp theo cái mã số 2 này cũng đến từ thương hiệu Roborock, và cái kiểu này là kiểu ngắn, kiểu ngắn tay, và nó có cái băng dính ở đây. Kiểu này cũng rất chi là đẹp nhé, rất đẹp luôn các bác nhé. Và nó được bọc cho các bác một cái lớp da chống trơn chuột này các bác này, lớp da chống trơn chuột. Và các bác dán lại để vừa vặn với cái khung tay của các bác. Và cái màu này cũng rất đẹp các bác nhé, rất đẹp, nó có cái viền trắng ở đây, cái cao su trắng ở đây, cực đẹp luôn, đi rất chỉ là manly và kiểu là thể thao, đúng kiểu dân đua chuyên nghiệp đấy các bác. Đấy, dân đua chuyên nghiệp. Và những cái bộ đồ như này thì các bác nên sắm để bảo vệ cái tay của các bác này, để bảo vệ tay khi mà các bác đi nó không bị mỏi. Đấy, găng tay Roborock. Và một đôi găng tay Roborock như này giá là 250k nhé, 250k. Đấy, cái loại xịn nhá các bác nhá. Cái loại này thì nó có cái bao chống trơn chuột cho các bác này. Cái loại này thì nó có cái cao su chống trơn chuột luôn, nên là cực kỳ là xịn, loại xịn nhất luôn nhé. Cái loại 120 bình thường em không có, loại 120 những cái video trước em vẫn lên cho các bác là 120k đấy các bác, rất đẹp luôn. Các bác lên giúp em là cái mã găng tay Roborock nhé. Tiếp theo cái mẫu tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mẫu găng tay Roborock, loại cũng cực đẹp này, và bên trong là bằng da nhé các bác nhé, bằng da. Cái đôi này thì các bác, những cái mẫu da này thì các bác nam đi hợp hơn, các bác nữ thì lên lấy cho em những cái mẫu như thế này này, các bác con gái lấy mẫu như thế này rất đẹp luôn. Và hoặc là cái mẫu mặt cười cho nó trẻ trung năng động các bác nhé. Còn cái mẫu da này thì các bác nam đi là hợp này, các bác nam đi hợp và đẹp, rất đẹp luôn. Các bác lên giúp em là mã găng tay Roborock nhé. Cái găng tay Roborock thì đồng giá là 250 một đôi, tại vì cái thương hiệu của nó các bác biết rồi, cực kỳ là chất lượng luôn. Em sẽ đeo thử cho các bác nhé. Vâng, cái mẫu này thì cũng rất đẹp này các bác này. Cái mẫu này thì các bác nam đi cực kỳ là manly luôn, in dập Roborock ở tất cả mọi chỗ nhá các bác nhá. Và nó bọc da, bên trong nó bằng da, nên là các bác nam đi rất chi là hợp. Hoặc là các bác nữ, theo em thì cái găng tay này thì các bác nam đi hợp, còn các bác nữ thì các bác nên lấy giúp em cái mẫu như thế này này. Mẫu co giãn này cực kỳ là đẹp, em thích cái mẫu này cực nhá. Đấy các bác nhìn em đeo này, rất đẹp luôn. Đấy, nó vừa ôm mà vừa co giãn, mà nhìn nó không yểu điệu, không nữ tính, mà nó cũng rất chi là men, rất đẹp luôn. Đấy, những cái mẫu dân dụng như này thì các bác nên sắm nhá. Và cái mẫu này thì cũng rất ok này các bác này. Mẫu này là mẫu bọc da, găng tay bọc da nhá. Có chống trơn trượt cho các bác, và từng cái vị trí này đều rất chi là êm nhá, đệm êm cho các bác này. Đấy, những cái bên chạm bên ngoài đây là in dập phản quang nhá. Khi mà cái ánh đèn sẽ soi vào đây là nó sẽ phản quang lên, cực kỳ là chất lượng luôn. Các bác lên giúp em là mẫu găng tay Roborock, giá là 230 nhá, 230 một đôi. À 250 em xin lỗi. 250k một đôi. Đấy. Những cái mẫu thương hiệu Roborock là 250k nhá các bác nhá, cực đẹp luôn. Đấy, em cũng còn có mấy cái thôi à. Đấy, nên các bác nhanh tay đặt hàng nhá. Tiếp theo là về cái mẫu này các bác này. Mẫu hình thể thao, hình quả bóng, in hình quả bóng rất chi là đẹp. Các bác lên cho em là mẫu găng tay Roborock, giá là 200
250k nhé. Các bác lấy giúp em 250k. Tiếp theo thì em về được cho các bác là một cái túi treo khung. Túi đeo khung rất chi là xịn sò luôn. Túi đeo khung cực kỳ là chất lượng. Hôm nọ thì có một bác là hỏi em là cái túi đeo khung 250 này đúng không ạ? Cái túi đeo khung loại số 1 đây này. Đấy, hiện tại thì em còn duy nhất một cái. Đấy, các bác nào mua thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Hiện tại thì em còn duy nhất một cái mà qua nay hàng cháy luôn, không về được luôn các bác. Các bác xem video của em thì các bác biết rồi đấy, nhiều bác đặt nhưng mà không còn, không về. Hôm nay em lại kiểm kho lại shop một cái nha các bác nhé. Shop một cái túi xịn như thế này. Các bác lên giúp em là cái mã số 1, túi đeo khung số 1. Giá là 250k nhé, 250k. Cái này thì cực là xịn luôn, cứng cáp cho các bác và các bác để được đầu thoải mái luôn. Trên đây là cảm ứng điện thoại nhé. Các bác để điện thoại vào đây có cảm ứng được luôn. Và cái túi này thì các bác để áo mưa này, hay là cái xăm hay là cái những hộp vá dự phòng ấy, để vừa in luôn nhé, để vừa thoải mái luôn. Các bác lên giúp em là mã túi treo khung số 1. Số 1 giá là 250 nhé, em còn duy nhất một cái luôn. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác là một cái túi mã đeo khung em mới về được. Em mới về được nhé. Hàng này là cái hàng quá là đẳng cấp luôn rồi các bạn. Đẳng cấp luôn. Các bác ở đây nó có những cái khóa, những cái mấu dán điều chỉnh này. Các bác thích rộng hay thích hẹp thì các bác cho vào nhé. Đấy, khóa điều chỉnh. Và cái này thì ở trên đây là các bác có thể để điện thoại này. Các bác có thể để điện thoại. Cái ngăn đầu tiên thì các bác để điện thoại vào đây. Đấy, các bác để điện thoại. Đây em sẽ xem như nào nhé. Đây là cái ngăn đầu tiên này. Ngăn đầu tiên thì các bác có thể mở điện thoại. Các bác mở cái ván này ra và các bác bỏ vật điện đây cho em. Điện thoại có cảm ứng luôn nhé các bác nhé. Điện thoại cảm ứng. Và bên ngoài đây thì to rộng thoải mái cho các bác luôn. Đây các bác nhìn này, to rộng thoải mái cho các bác. Và hoàn toàn làm bằng cái chất liệu carbon nhé. Chất liệu carbon, bên ngoài là carbon luôn, cực kỳ là chất lượng carbon sợi, nên là các bác sử dụng rất chi là an tâm và đẹp nhá. Những cái túi như thế này thì các bác để lên xe thì nó đẹp cái xe của các bác luôn, và các bác để đồ rất chi là thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Điện thoại hay là ví viết tiền này, ví tiền nong, hay là những cái áo mưa gấp gọn hay hộp vá các thứ rất đẹp luôn. Các bác lên giúp em là mã túi đeo khung số 2, giá là 350 nhá. Cái này thì chất liệu của nó không phải là vải bình thường mà nó là carbon nha các bác nhé. Các bác lên giúp em là mã túi đeo khung mã số 2, carbon, giá là 350 nhá, 350 một túi. Ở ngoài ra thì em có cái về thêm một cái bác cho một cái bác là cái mã túi treo khung thứ ba, mã túi treo khung thứ ba. Cái mã này thì các bác dân dụng thôi nhá các bác nhá. Cái mã này dân dụng thôi, cũng có giá đỡ điện thoại cho các bác, giá đỡ để điện thoại cho các bác luôn. Và có hai bên để đồ thoải mái, các bác lên giúp em là mã túi treo khung số 3. Mã túi treo khung số 3 này giá là 150k nhé các bác nhé, 150k một túi, 150k một túi mã treo khung số 3. Tiếp 150k này. Tiếp theo thì em có cái mã túi treo cọc yên. Túi treo cọc yên các bác để vừa vặn như vừa in cái điện thoại này, hộp vá này, hay là những cái tai nghe các thứ các bác bỏ vào đây, chìa khóa tai nghe các bác bỏ hết vào đây cho em. Đấy, đây các bác lên giúp em là mã túi đeo khung nhá, túi đeo cột yên, túi treo cột yên, em xin lỗi, không phải túi treo khung. Túi treo khung em có mã 1, mã 2, mã 3 đấy. Và đây là túi treo cột yên nhá, rất chi là xịn luôn. Các bác lên giúp em là mã túi treo khung, giá là 100k nhá, 100k một túi treo khung, rất đẹp, cực kỳ là xịn nhá các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác những cái mã xích nhá các bác nhá. Mã xích của KMC cực kỳ là chất lượng luôn này các bác này. Nhiều bác không biết là không hiểu là sao nó lại x8 x9 x10, tức là nó sẽ dùng cho xích của 8 lít và xích của 9 lít và xích của 10 lít nha các bác nhá. Em có xích của 11 lít luôn, nên là những cái bác nào cần thì các bác cứ alo với em. Hiện tại thì em đang không quay ở đây các bác nhá. Em sẽ lên cho các bác một cái mã xích KMC8 này. Con này thì cực kỳ là chất lượng luôn, mã xích sáng luôn nhá, xích sáng cực đẹp luôn, KMC, thương hiệu KMC, cực kỳ là chất lượng luôn. Có giá là 280k nhá, xích 8 tức là dùng cho lít 8 nhá các bác nhá, 8 lít. Tiếp theo là em sẽ lên cho các bác là cái mã xích 9.
xích 9 nha các bác nhé. Xích 9. Xích 9 giá là 350 một cái mã xích 9 nhá các bác nhá. Xích 9. Hàng xịn, hàng chuẩn luôn nha các bác nhá. Và tiếp đến là cái mã xích 10. Xích 10 nha các bác nhá. Xích 10 là giá là 420. Đấy, những các bác nào mà đi xe cho clip mấy thì các bác chọn xích cho nó phù hợp. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một cái mã bơm đi. Mã bơm treo xe. Bơm này thì rất chi là tiện, rất tiện luôn nha các bác nhá. Có giá đỡ cho các bác luôn, có giá đỡ để cho các bác đựng luôn, và đi kèm sẽ là cho các bác là hai cái con ốc này, hai cái bộ con ốc để các bác lắp vào khung, và những cái đầu van hạt gạo này, đầu van hạt gạo nhé. Đấy, các bác bơm thoải mái cho em, các bác treo vào xe tránh cái trường hợp mà đi giữa đường bị hết hơi thì các bác có thể bơm dự phòng để được đến những cái chỗ vá nhé. Các bác lên giúp em là mã bơm mini treo xe. Con này thì vỏ ngoài bằng nhôm nhé, vỏ ngoài bằng nhôm và nó có chiều dài là 25, có chiều dài là 25 cm. Các bác lên giúp em là mã bơm mini treo xe, giá là 95k nhé, 95k một bơm. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác là những cái mã dây cuốn nhé, dây cuốn xe đạp cong. Dây cuốn xe đạp cong thì em sẽ có hai loại, là một loại là loại này là loại thường này, loại thường là 150k, loại này cũng rất đẹp rồi. Em dùng loại này thì xong rồi thi thoảng các bác thay đổi ấy, cho nó xịn ấy. Cái loại này là màu đen nhám nhá, màu đen nhám rất sạch luôn các bác nhá. Để em sẽ cho các bác xem. Em sẽ gỡ ra một chút để cho các bác xem nhá. Cái này là màu đen nhám. Nó có màu đen. Đây em sẽ cho các bác xem. Đây này các bác này. Nó có màu đen nhám cực sạch luôn, không bao giờ lo bẩn. Các bác mua những cái màu sáng màu là nó hay, một các bác dùng một thời gian là các bác phải thay đổi, tại vì để cho nó sạch ấy. Cái màu này thì các bác dùng thoải mái vô tư cho em, khi nào các bác chán thì các bác thay thôi, tại vì màu đen thì nó không lộ bẩn nha các bác nhé. Các bác lên giúp em là mã tay cuốn ni lông xe đạp cong giá là 150 nhé. Còn tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một cái mã thứ hai cũng là tay cuốn xe đạp cong, nhưng mà loại mã này êm hơn và cũng có cái tay nút cho các bác này, có nút đầu cho các bác, nhưng mà con này êm nhá, đi êm cho các bác luôn, êm và loại xịn luôn đây, êm rất êm luôn các bác, cực êm cho các bác. Các bác lên giúp em là tay cuốn xe đạp cong loại mã số 2 giá là 250 nhá, cái mã này là 250 nha các bác nhá. Êm hơn cái mã 1 nhá các bác nhá. Êm hơn. Đấy các bác quấn vào này. Các bác quấn dán lại cho em, cực kỳ là đẹp luôn. Con này rất êm tại vì là nó có thêm một cái lớp cao su này, có thêm một lớp cao su ở bên giữa. Nó dày hơn, nó êm hơn các bạn. Các bác lên giúp em là mã tay quấn xe đạp cong. Giá là 250 mã số 2 nhá. Mã số 2 em sẽ quấn lại như này. Mã số 2, các bác lên giúp em là mã tay cuốn xe đạp cong mã số 2, giá là 250. Các bác nào muốn dân giá dân dụng thì các bác là dùng cái mã 150, còn các bác nào thích êm thích đẹp thì các bác dùng mã 250 nhá. 250 thì nó có cái viền đen xanh ở đây, hoặc là cái êm hơn, chất lượng êm hơn, giá là 250 các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái mã đồng hồ đo tốc độ đi. Đồng hồ đo tốc độ thì em có hai loại các bạn. Một loại là dùng có con chip gắn ở xe, một loại là có con chip gắn ở xe. Con này là đồng hồ không dây nhé, không dây có con chip gắn ở xe. Con này em bóc ra rồi này các bác này, nó có pin. Cái pin này thì các bác mua rất chi là đơn giản thôi ạ. Các bác cứ ra mấy cái tiệm mà quán sửa đồng hồ, quán bán đồng hồ ấy là có cái pin này luôn nha các bác nhé. Một cục pin này tầm độ 20.000 thôi. Và một cái pin này dùng, các bác dùng trong khoảng nửa năm trời nó mới hết cơ. Và các bác có những cái hướng dẫn này. Các bác lắp cái này ở càng xe, ở cái khung càng xe, và các bác gắn cái con chip nhé, gắn con chip vào những cái đũa xe. Đấy, khi mà đi qua là tốc độ quay thì con này, cái chip này sẽ bắt được nhé. Và nó sẽ hiện lên các bác đang đi với tốc độ bao nhiêu và đi được bao nhiêu km rồi nhé. Rất đẹp luôn, cực kỳ là chất lượng. Và một cái mã thông dụng, đồng hồ đo thông dụng như này giá là 210 nhé.
Bên em để giá cho các bác là 210, các bác lên giúp em là mã đồng hồ đo km số 1, giá là 210 nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một cái mã đồng hồ đo mã số 2. Đây em sẽ bóc ra cho các bác. Con này. Hiện tại thì em đang không có cái hộp này, em bóc ra rồi, được chứ em bóc ra rồi. Cái con này thì các bác không cần dùng ấy nhá. Con này thì các bác không cần dùng dây hay không cần dùng chip, các bác liên kết với điện thoại. Các bác liên kết với điện thoại và có định vị luôn, có định vị cho các bác luôn. Không cần dùng dây hay dùng chip thì các bác chỉ cần liên kết với điện thoại một lần thôi là các bác sử dụng được rồi nhé các bác nhé, là các bác sử dụng cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhé, rất đẹp luôn. Con đồng hồ đo km này, con này mặt to hơn nhé, mặt to hơn. Các bác lên giúp em là mã đồng hồ đo km, đồng hồ đo km cực đẹp nhé, cực đẹp luôn. Giá là 600k nhé, các bác lên giúp em là mã đồng hồ đo km, giá là 600k nhé các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác những cái mã yên xe đạp nha các bác nhé. Yên xe đạp cực kỳ là chất lượng luôn. Em có hai loại. Là một loại yên rỗng, yên rỗng ở giữa này các bác này, đệm cao su non rất chi là chắc, rất chi là êm nhá. Các bác đi những cái yên này thì các bác không phải mặc quần bỉm nữa, không cần mặc quần bỉm đi rất êm ái luôn. Cực kỳ là chất lượng luôn nha các bác nhé. Đến từ thương hiệu Dynamic này. Con này thì có giá là 200k nha các bác nhé. 200k một cái yên. Các bác lên giúp em là yên mã 1, dành cho xe đạp MTB hay là xe đạp đua đều được nhé. Giá là 200k một cái. Tiếp theo là em sẽ gửi đến cho các bác là một cái mã yên thứ hai. Con này thì các bác điều chỉnh ở đây này, điều chỉnh để cho nó vừa vặn cái tư thế ngồi của các bác. Và các bác lên giúp em là mã yên thứ hai. Yên này thì rất chi là đẹp này, rất đẹp luôn. Dáng dấp cũng rất đẹp nhá. Con này thì êm ái đẹp luôn. Con này thì các bác lên giúp em là mã yên số 2, giá là 250k nhé. Con này có chiều rộng là tầm 15 và chiều dài là tầm 20, gần 20 thôi các bạn, tầm 18, 19, 20 thôi. Rất đẹp luôn. Chất liệu là da bọc cao su non nhá, êm ái cho các bác. Các bác lên giúp em là mã yên số 2, giá là 250k. 250k các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một cái hộp đồ vá. Hộp đồ vá nhé. Hộp này thì các bác bên trong sẽ bao gồm cho các bác là 8 miếng vá. 8 miếng vá, hai cái móc lốp. Cái móc lốp này thì hơi bấy các bạn. Các bác mua thì các bác mua thêm một bộ móc lốp tầm 30.000, 30.000, 40.000 nữa nha các bác nhé. Dùng thì vẫn dùng được nhưng mà em nghĩ là nó cũng hơi bấy. Các bác lên giúp em là bộ vá xăm, có keo dán, có cái mảnh vá trà xăm cho các bác luôn. Giá là 20k nhé, 20k. Hoặc là các bác lên giúp em là cái mã gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu này thì các bác có thể xoay ngang, xoay dọc, xoay 360 độ được nhé. Xoay 360 độ được luôn. Các bác điều chỉnh này, điều chỉnh với lại cái lúc nhìn, cái cỡ nhìn của các bác. Các bác lên giúp em là mã gương chiếu hậu, kính gương chiếu hậu nhé. Giá là chỉ có 30.000 một cái thôi. 30.000 một cái, các bác nhìn thấy chưa? Rõ nét luôn, kính mặt lồi nên là các bác nhìn được rất chi là rõ nhé. Và nó rộng kính mặt lồi nên là cái góc nhìn nó rộng các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác những cái mã đèn trước này. Cái mã đèn trước này thì các bác em lên nhiều cho các bác rồi. Cái mã này thì có công suất là 550W, 550W vỏ ngoài bằng nhôm. Ở ngoài toàn bộ bằng nhôm, chống nắng chống mưa cho các bác nhé, chống nắng chống mưa cho các bác, rất đẹp luôn. Các bác chỉ cần rút ra là các bác có thể đi mang đi sạc, đi kèm cho các bác sẽ là một cái dây sạc luôn nhé, một cái dây sạc đấy, rất chi là sáng luôn, rất sáng, có rất nhiều chế độ sáng các bạn nhìn thấy chưa, trong cái không gian sáng nên là nó rất sáng nhá. Trong không gian sáng mà em soi vào đây mà nhìn nó lóe cả ra luôn này các bác này. Công suất là 550W, chống nắng chống mưa cho các bác nhé. Các bác lên giúp em là mã đèn siêu sáng số 1, giá là 350. Tiếp theo thì em lên cho các bác là cái mã đèn trước số 2. Đèn này thì bao gồm cho các bác là có còi nhé, sản phẩm đi kèm sẽ là một cái dây kết nối còi cho các bác luôn. Các bác bật ở đây này, đấy, các bác bật ở đây pha sáng rất rộng, pha sáng cực rộng luôn. Và các bác bật còi ở đây nhé, đấy, còi
âm thanh còi cho các bác luôn, cực hay, cực hay và an toàn. Các bác không cần dùng chuông hay chiếc gì các, chỉ cần một cái đèn này bao gồm vừa đèn vừa còi như này. Các bác lên giúp em là mã đèn còi, mã đèn còi giá là 200k nhé, 200k cho các bác. Đấy, có nhiều chế độ sáng lắm, nhấp nháy cho các bác. Và cái pha sáng nó cũng rất rộng, pha sáng rộng. Các bác lên giúp em là mã đèn còi, giá là 200k nhé các bác nhé, 200k có còi luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái đèn siêu khủng, siêu khủng luôn. Con đèn này thì có công suất là 1000W, công suất là 1000W nha các bác nhé, công suất là 1000W. Và cái chiều dài ánh sáng là lên đến 500m, lên đến 500m luôn. Đấy, và cái vỏ ngoài của nó rất rất đẹp này, thon gọn và đẹp luôn, sang trọng. Bên ngoài bằng nhôm nhá, nút bấm cao su này, rất chi là êm luôn. Đấy, em sẽ soi cho các bác này xem. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Em soi lên tay mà nó nóng, cái ánh sáng nó vào nóng cả tay luôn, các bác nhìn thấy không? Ánh sáng rất sáng luôn. Các bác đi pha, đi đêm thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, những cái bác nào mà đi thể dục thể thao như con đèn này thì các bác sử dụng con đèn này là chấm hết luôn, cực đẹp, cực sáng nhá. Các bác lên giúp em cái mã đèn số 3, đèn siêu siêu sáng 1000W. Các bác lên giúp em là đèn 1000W, 1000 lumen, giá là 720k nhá, 720k. Sản phẩm đi kèm cho các bác cũng là một cái dây sạc luôn, dây sạc luôn các bác nhá, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Thì hôm nay video của em hôm nay thì cũng đã dài rồi, thì em xin kết thúc video của em ở đây. Cảm ơn các bác đã đón xem và ủng hộ video của em nhé. Những cái xăm lốp các thứ thì em vẫn còn rất chi là nhiều để phục vụ các bác luôn. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ với em. Cuối cùng thì em cảm ơn các bác, cảm ơn các bác đã ủng hộ video của em. Em chúc các bác vui vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé. Em cảm ơn các bác.